này là ngôn ngữ các bạn. Cô chế độ rồi. Khó dễ không? Ultra. Dùng thử chế độ Ultra nhé các bạn. Ấy, anh nhầm vào reset từ sau rồi. Tết đấy nhỉ? Những game thể loại RTS này thường có những cái artwork rất là đẹp cho các bạn. Nếu các bạn để ý, đây là các nút sử dụng trong game đấy các bạn. Ở phần cây binding này, có nhiều phết nhỉ? À đúng rồi, đây là game RTS mà, nên là nhiều nút cũng là điều dễ hiểu. Nó cũng tương tự với cả tôi từng qua, đúng không? Cái series tôi từng qua này mình đã giới thiệu hết tất cả các bạn nhé. Các bạn có thể lên trên channel của mình đó. Đó. Nó chỉ có thế thôi, không có gì nhiều. Bây giờ mình sẽ vào thử phần single player nhé. Nó bên khá nhiều phần chúng ta lựa chọn nha các bạn. À, cái coming sun này thì có nghĩa là sắp tới sẽ có những bản DLC nhé. Mình sẽ cố gắng cập nhật những bản DLC cho các bạn để các bạn có thể chơi game một cách thoải mái nhất. Các bạn phải chọn quân đội để chơi nhé. Quân Viking, kinh, Anglo, Saxon, German, Nhật Thật, Slav. Mình chọn quân Viking chapter có 5 tập 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta chỉ ở tập 1 thôi, chúng ta chưa chọn tập khác. Các bạn có thể ấn vào link của chọn chế độ hard, easy hoặc là normal như nào. Mình thì không giỏi trong những thể loại game của RTS cho lắm, cho nên là mình sẽ chơi ở chế độ easy thôi nhá. Chơi campaign phát nào. Cái đề tài về người Viking thì có nhiều game lắm, nhưng mình thì mình không biết nhiều lắm về những cái game đó. Mình chủ yếu chỉ biết đúng game này và cái game Viking Conquest of Midgard thôi. Vì cái thể loại này nó thiên về chặt chém thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn là cái phần storm was approaching the shores of the kingdom of Northumbria. Bây giờ nếu những bạn nào mà thích cái thể loại game về Viking này thì các bạn có thể download thử cái tựa game Viking Conquest of Midgard nhé. Đây là bản crack và update DLC mới nhất mà mình có, bản DLC 2.0 xem nào. Còn đây là những cái game mà mình mới giới thiệu gần đây này. Đây cái series Totten War này, Totten War thì mình giới thiệu hết rồi. Những phần hay nhất thì mình giới thiệu cả rồi. Attila, Shogun 2 rồi là Warhammer 1 và 2 luôn. Nói chung mấy game này không có gì nổi bật cho lắm. Pillar of Eternity thì cũng mới có crack gần đây. All of Northumbria was just coming out of a bloody civil war. Troops of the new King Ethan were battling King Osred's royal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country, and one of them was stationed just outside Bam. Mình hơi bị giật hình các bạn ạ, có lẽ cái setting cao quá rồi. Đây, bắt chước của RTS đây, thể hiện ngay từ đầu luôn. Đây, ta sẽ điều khiển một đoàn quân. Có cái chấm, có cái tên vàng hướng dẫn này các bạn. Các bạn đợi tí nhá, mình ra mình setting cho nó thấp xuống chút nữa. Hai rồi. Các bạn có thể cần tuân một đội quân của bạn nhé. Đây là đồng minh à? Đồng sẽ là cây à? Chúng ta sẽ chờ các bạn à? Tướng của chúng ta các bạn ơi. Đang hai tướng. Looks
like this storm has set us all off the course. We'll never break through with those archers shooting at us. Let's try to encircle them. There should be another way along the shore. Cái chế độ AI bình thường nó đẹp hơn Lucia rồi. Vàng đi đâu ấy? Vàng đi rồi, anh đi xuất phát. Ở đây à? Đang ngồi ở đây có cái đường này. À, mà chúng ta sẽ bay vào móc vào bên trong, không đi cái đường trực diện này. Nhanh nhanh nhanh. Đang nào đây? Look! It's Olaf and his shield bearers! They're pinned down by those archers. Bên anh em ơi, này không có skill gì riêng biệt của các tướng nhỉ? Nếu có thì sẽ hấp dẫn hơn đấy. Không thấy gì cả. Lao vào sẽ chém luôn. Chia quân ra thôi. Really appreciate your help. Lead the way. Có thêm quân rồi. Thế nào? Chơi nói anh em ơi. Sườn của quân địch càng đấy rồi đánh chưa hộ cái thằng này chạy mất dép luôn à căng này cái này có tách ra được không nhỉ đám móc mong vòng bên phải bên trái rồi lôi là lôi tất cả luôn tại sao không di chuyển nhỉ đang đánh nhau là không di chuyển được. Cái game này chế độ AI nó hơn Sida nhỉ. Được. À thắng rồi. Vãi tham à. Blunder, raise, slaughter everyone. We need to destroy these buildings to prevent reinforcements. Phá hủy căn nhà này. Gods are with us. It's chia quân ra được không nhỉ? Now we can burn everything down. À, được đấy, được đấy. Này là control 3. Warriors, alone. Listen up, warriors. Warriors. Oh. On the move. Hai. Yes, listen. Rồi. Này phá nhà nhanh nhỉ? Listen up, spear. Always sharp. Có quân đây à? Đây thôi. Hai đi vẩn. Đội này thì tách đi phá nhà. Này phải chung một thôi nhỉ? Đó, các bạn thấy số này 1 1 3 4 này đúng không nào? Cái việc là điều khiển nó sẽ dễ hơn. Đốt nhà rất nhanh các bạn ạ. Phá nhà phá cửa. Nó cháy tự cháy kìa. À có tự cháy này. Xanh màu đỏ lên hết là tự cháy các bạn ơi. Cái sự việc phá nhà nó dễ dàng hơn. Đội này thì đốt nhà hơi chậm, phá làng phá xóm. Lucia, ăn có quân đấy, với nó. À có thể zoom gần lại được các bạn ơi. Sổ, sổ. Trông khá chi tiết đấy nhỉ? Tên ở đâu ấy? À, tên mình các bạn ạ. Listen up, warriors! Glory! Iron Pier! Nhà. Tướng này à? Quân nó không chạy. Cái này ghét cái là quân nó không tự động chạy theo ý mình được nhỉ? Đang đánh nhau là nó cứ đứng lại thôi. Level it to the ground!
Level it to the ground. Nha. Chimbers. Level it to the ground. Let's go. My axis warriors. Onward. Burn it to the ground. Sword. Luôn. Move quickly. Ở bên này. Công việc chúng ta giờ sau khi chiến thắng là đi tàn phá ngôi làng của quân địch. Cảm giác hơi tàn ác nhỉ. Hoàn toàn người dân thôi. Sáng chất đêm nay luôn. Burn it to the ground. Cho cháy đủ rồi. Mà cho nó tự cháy. Ủa cháy nhanh không? Nhà này cháy chậm. Burn it down. Đứng gần nửa thì mất máu không đâu. Burn it down. Nhà cháy đâu vậy? Rồi, xong rồi. Rồi làm gì? On the double. À đây, sẽ đến nhiệm vụ tiếp theo các bạn. Brace yourselves. They're coming in great numbers. Họ đến với số lượng rất đông. Đây à. Fend yourself. À, bảo vệ chính mình. Thôi, cái gì bẩn. Bên này là Quest the chain stand trong lẽ bút chân the squad 3-4. Một là quân. Con này là quân cung hay quân gì chứ? Good defense. Witches Chong với cả ngựa diều. Yếu với cả phòng thủ cung tên. Con này tương tự, con này tương tự luôn. Mình không có quân cung nữa các bạn nhỉ. À đây, có đám cung thủ đằng sau á. Như vậy là mình chỉ cần defend phòng thủ cho bọn nó thôi là được. Như vậy thì gì đây? Dùng khiên à? Rồi, để thử nào. Làm sao để không. Với khiên. Không đủ nào. Tới đây anh em ơi. Quay đi khoai, sao quân mình bắn quân mình. Fire's dead. Tới đi. Chuyển tiền tiêu. Đám này đó. Tới đi. Quên phai hoại. We will not pass them. Retreat into the woods. Hey, yeah. We're on our way for some time, losing control. Để bùng quanh. Đang đi rồi. Ủa, xong rồi. Đi đi. Được rồi. Đấy là xong, mình có lẽ mình dừng lại đây thôi. Thì đó là một cái phần Overwhelm. Đó à đúng rồi, đó là một cái phần game campaign của cái tựa game cái gì à, Ancestor Legacy được chưa nào. Một game được bối cảnh về Viking, thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực. Các bạn có thể download về và chơi thử. Nếu hấp dẫn thì có thể cập nhật những bản DLC mà sắp tới mình sẽ cố gắng tìm kiếm cho các bạn được chưa nào. Không thì như mình đã giới thiệu, các bạn thích thể loại Viking thì các bạn có thể tải thêm cái tựa game đó là Viking World Best of Midgard ở đây nữa. Thế nào? Với cái từ khóa rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần gõ Viking World Best of Midgard, đây nó ra luôn này. Thế nào? Viking World Best. Mấy được rồi. Midgard. Các bạn đằng sau các bạn thêm chữ PC Crack ra mình là các bạn sẽ tìm được tới cái video này của mình ngay lập tức. Thế nào? Đây là cái bản Crack Full DLC, không có lỗi trong tất cả các màn chơi. Đây là cái game mà mình đã phá đảo nha các bạn. Mình rất thích cái game Viking World Best of Midgard này. Cho nên là mình đã chơi phá đảo luôn rồi.
Và với những bản game khác ấy, thì cái bản thì nó sẽ có những cái lỗi ở những phần chơi nhất định. Nhưng mà với cái bản game mà mình chia sẻ cho các bạn đây thì nó hoàn toàn không có lỗi gì hết. Mình đã chơi phá đảo luôn. Nên là các bạn thích thì có thể download về chơi thử, rất là hay. Được rồi, mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái game Ancestor Legacy. Các bạn thích thì có thể download về chơi nhé. Chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Ở đây các bạn.